Nga rất vui được gặp lại quý vị trong chương trình chia sẻ kỳ này. Thưa quý vị, nguy cơ dịch COVID-19 ảnh hưởng đến sức khỏe cũng như tác động xấu đến công việc, thu nhập, cuộc sống, thói quen sinh hoạt khiến một số người bị stress. Vì vậy, vượt qua khủng hoảng tâm lý cũng quan trọng không kém gì việc duy trì sức khỏe, đảm bảo dinh dưỡng trong những ngày dịch diễn biến phức tạp. Thực tế thì những rối loạn khủng hoảng về tâm lý ngày càng phức tạp sẽ dẫn đến những hành vi như là tự tử thì càng nghiêm trọng hơn, nhất là khi nạn nhân trong các vụ tự tử không chỉ là người trực tiếp bị tác động tâm lý mà còn là những người vô tội và tâm lý hoàn toàn bình thường, chính là những người thân và con cái của họ. Cần phải làm gì để tránh được những rối loạn khủng hoảng tâm lý và mức độ nguy hiểm của sự khủng hoảng tâm lý ảnh hưởng đến con người như thế nào? Trong chương trình chia sẻ kỳ này với chủ đề khủng hoảng tâm lý, chúng ta sẽ lắng nghe chuyên gia tư vấn tâm lý, tiến sĩ Lý Thị Mai chia sẻ với chúng ta về vấn đề vừa nêu. Hoàng Nga xin chào cô Mai ạ. Xin chào Hoàng Nga và chào quý vị khán giả đang theo dõi chương trình của chúng ta. Trước khi đi vào chương trình thì Hoàng Nga mời cô Mai cũng như quý vị khán giả sẽ theo dõi phóng sự sau đây. Theo báo cáo của Tổ chức Y tế Thế giới WHO, cứ 40 giây trên thế giới có một người chết vì tự tử. 75 trường hợp tự tử xảy ra ở các nước có thu nhập trung bình và thu nhập thấp. Tự tử đứng thứ hai trong số các nguyên nhân dẫn đến cái chết ở độ tuổi từ 18 đến 45 trên toàn thế giới. Nguyên nhân dẫn đến hành vi tự tử sau khi được cơ quan chức năng điều tra ghi nhận đều là kết quả của những rối loạn và khủng hoảng tâm lý kéo dài khiến nạn nhân không làm chủ được bản thân. Đó là chưa kể, dịch COVID-19 có tác động đáng kể tới nếp sinh hoạt, thói quen vui chơi giải trí của nhiều người. Cuộc sống hàng ngày nhiều áp lực, nay lại thiếu đi các kênh giải trí như du lịch cuối tuần, không còn cảm giác thư thái bên ly cà phê, khiến tâm lý mỗi người thêm nặng nề. Dưới tác động của dịch, nhiều hoạt động liên quan tới công việc, kinh doanh, học tập cũng chịu ảnh hưởng không nhỏ, khiến một bộ phận người dân thường xuyên có tâm trạng hồi hộp, bất an. Điều này dễ dẫn tới các phản ứng tâm lý tiêu cực. Nếu không có cách vượt qua thì hậu quả sẽ khôn lường trong cuộc sống hiện tại. Khi mà khủng hoảng tâm lý xảy ra không chỉ với phụ nữ mà cả với đàn ông. Có thể nói những cơn khủng hoảng tâm lý bản thân là những vũ khí sắc bén tước đoạt mạng sống của nhiều người khi đẩy họ đến bế tắc cùng cực và mở rộng con đường tự tử như một lối thoát nhẹ nhàng, êm ái. Nhưng thực tế, lối thoát này không hề mong manh khi người chịu hậu quả của bi kịch không chỉ có nạn nhân mà còn gia đình nạn nhân, xã hội, tất cả những người còn ở lại. Vâng, thưa cô Mai, qua phóng sự chúng ta vừa theo dõi thì rõ ràng là khủng hoảng tâm lý có thể gây ra những hậu quả rất là khó lường. Vậy thì với cô Mai, dưới góc độ là một chuyên gia tư vấn tâm lý thì cô có thể phân tích về khủng hoảng cũng như là những cái hậu quả có thể gây ra nếu như mà để cái khủng hoảng nó ngày càng lớn hơn nào? Hoàng Nga cũng thấy rằng là chúng ta không phải là mới sống trong đại dịch Covid này một thời gian ngắn, mà đã gần 2 năm rồi. Bước sang năm thứ hai, chúng ta thấy có nhiều cái sự phức tạp nhiều hơn. Dù muốn dù không, chúng ta phải nói rằng là đất nước chúng ta cũng đã có những cái thành quả bước đầu là khống chế được. Nhưng mà dần dần cho tới giây phút hiện tại thì chúng ta cũng đang cùng với một số nước khác là vẫn phải căng mình ra để mà có thể giải quyết được những cái diễn biến phức tạp của đại dịch. Và cùng với cái sự lo lắng đó thì ai cũng căng thẳng. Stress là gì? Stress là sự căng thẳng kéo dài. Cho nên dù muốn dù không, ngay cả chúng ta cũng có những cái lo lắng nhất định, chứ không phải là hoàn toàn bình tĩnh. Cho nên cái khi mà mình nói tới cái việc mà nó kéo dài thì chắc chắn nó sẽ có những cái hệ lụy trong cái sinh hoạt, trong cuộc sống. Tức là sẽ có rất nhiều thành viên trong gia đình, khả năng cũng có những gia đình hoàn toàn đến lúc này là không có việc làm. Bởi vì đại dịch nó liên quan tới cái vấn đề tụ tập đông người. Mà ở các cơ quan, xí nghiệp, công ty thì hầu hết là không được tập trung đông người. Mà chúng ta tôn trọng cái điều này để giữ cái sức khỏe thể chất thì nó có một cái vấn đề bất ổn về mặt tiền bạc, tài chính. Đấy chính là cái nỗi lo thường trực. Và khi chúng ta
Ban ngày nếu như bình thường thì cha mẹ con cái, tất cả các thành viên trong gia đình đều đi ra bên ngoài, và đến tối chúng ta về mới gặp nhau. Thì bây giờ chúng ta ở nhà, ngày nào chúng ta cũng gặp gỡ nhau, chúng ta cũng phải đối mặt với những cái sinh hoạt chung đụng thường ngày. Rồi người ta gọi là gì ạ? Chung thì dễ đụng. Khi mà đi ra đi vào như vậy mà nhà có nhiều thành viên khác nhau thì chắc chắn sẽ có những cái va chạm không không đáng có đâu. Nhưng mà vì nhất là trong một cái không gian nó chật hẹp nữa thì cái này cái tâm lý cũng dễ hiểu là người ta sẽ dễ những cái xích mích, những cái mâu thuẫn, mặc dù cái chuyện nó chỉ bé xíu thôi. Có khi là chuyện con trẻ nó chơi với nhau rồi nó cãi nhau rồi đâm ra người lớn mất lòng. Nhưng trước đây thì nó có thể là chuyện bình thường, nhưng bây giờ có thể là một đúng như một cái mồi để mà châm lên những cái ức chế khác mà người ta đang mệt mỏi. Thế thì vấn đề ở đây đó là chúng ta phải nhìn vào cái thực tế đó để chúng ta có những cái giải pháp cho nó phù hợp. Chắc là Hoàng Nga cũng như chúng tôi cũng phải suy nghĩ cho mình là trong những ngày con cái nó học ở nhà, học online thì khác với cái việc mà chúng ta đưa con tới trường, ta đi làm, đúng không ạ? Đúng. Một cái việc đó cũng căng thẳng. Như vậy là chúng ta thấy có rất nhiều nguyên nhân để tạo nên những cái căng thẳng cho mỗi thành viên trong gia đình. Con cái học online, các cháu cũng bị căng thẳng, bởi vì nếu tập trung lâu quá thì cái tâm lý, sinh lý của cháu nó cũng bị ảnh hưởng. Tóm lại là chúng ta cứ căng lên như một cái sợi dây đàn như vậy thì cái hiện tượng khủng hoảng tâm lý trong thời dịch là có thật. Dạ vâng, và rõ ràng chúng ta cũng thấy là cái sự tác động tiêu cực của đại dịch Covid-19 rồi tác động đến đời sống, rồi đảo lộn sinh hoạt, rất là nhiều thứ nó ảnh hưởng đến tâm lý và gây ra những stress căng thẳng như thế. Vậy thì trong giai đoạn này thì chúng ta phải làm như thế nào để cân bằng lại cuộc sống để tránh nguy cơ dẫn đến những cái tiêu cực, phải không? Dạ vâng. Vừa rồi Hoàng Nga có nói là mình dẫn chứng những cái trường hợp là có những trường hợp những thành viên họ trong gia đình họ tự tử. Thì cái này có chứ không phải là không. Tuy nó chưa phổ biến nhưng nó cũng là cái dấu hiệu để cho mình quan tâm tới. Tức là khi họ cảm thấy họ kiệt quệ về mặt thể chất lẫn tinh thần, dù chưa bị bệnh Covid nhưng mà người ta gọi là kiệt quệ cái tinh thần thì dễ dẫn tới cái sự dao động và tiêu cực. Rồi chỉ cần một cái chuyện gọi là xích mích nhỏ thôi mà nói khích nhau một câu hoặc là làm cho người ta tổn thương, người ta thấy người ta không có giá trị với cuộc đời này thì lập tức người ta nghĩ tới những hành vi tiêu cực. Lúc đầu nó chỉ là những không kiểm soát được cái lời nói thôi, có thể cãi nhau, có thể tăng cái mức độ mà nói nặng nói nhẹ nhau, nhưng sau đó là những cái hành vi mà chúng ta không kiểm soát hết và chúng ta không lường trước được. Cho nên Hoàng Nga nói như vậy thì chúng ta mỗi người chúng ta đề nghị với nhau thế này. Trước hết chúng ta thấy chúng ta có thời gian ở nhà, bây giờ chúng ta phải làm việc ở nhà nhiều hơn thì chúng ta sẽ làm gì ạ? Chúng ta sẽ quan tâm tới cái công việc trong gia đình, chúng ta cắt đặt làm sao cho các thành viên ngoài học, ngoài làm việc, cơ quan, trên online, trên cái phương tiện mạng đó, thì chúng ta bắt đầu phân chia ra để chúng ta có thể sắp xếp làm thêm việc gia đình. Cái thứ hai nữa đó là những người mà có công việc. Còn nếu như mà chúng ta chẳng may mà cơ quan xí nghiệp mà cho chúng ta nghỉ thì chúng ta lại có nhiều thời gian, và lúc đó chúng ta phải sắp xếp lại cái đời sống gia đình cho nó ngăn nắp hơn, trật tự hơn, người nào việc đó, giờ nào việc đó. Và cái quan trọng nhất, đã có một số người nói rằng đây là cái thời gian để chúng ta tổ chức lại cuộc sống gia đình. Và dĩ nhiên ở đây đó thì cũng có những gia đình thì người ta dư giả, người ta không phải lo tới vấn đề kinh tế thì nó đỡ. Nhưng chúng ta đang nói tới những gia đình là cái điều kiện kinh tế mà nó không thuận lợi thì trước giờ chúng ta ăn như thế nào, vì chúng ta phải sắp xếp bài toán kinh tế. Nó bắt đầu từ cái ăn uống thực dưỡng, làm sao cho nó vừa sức, tập luyện như thế nào để nó giảm cái căng thẳng. Và quan trọng nhất là chúng ta hãy luôn luôn tạo niềm vui cho nhau. Hãy tạo niềm vui cho con trẻ, và chúng ta hãy tạo niềm vui cho nhau và luôn luôn khích lệ nhau. Tôi thấy rằng tập thể nào, gia đình nào mà họ có sự cảm thông, nương tựa vào nhau cái lúc này thì tôi thấy họ vẫn bình tĩnh để vượt qua cái cơn dịch này. Dạ thưa cô ạ, khi mà chúng ta phát hiện sớm những cái dấu hiệu trầm cảm để mà mình ngăn chặn những cái nặng hơn là stress hoặc là khủng hoảng tâm lý thì điều đó rất là cần thiết và kịp thời, đúng không ạ? Vậy thì trong giai đoạn hiện nay thì các thành viên trong gia đình sẽ phải có những cái tổ chức cũng như là cái sinh hoạt như thế nào, điều chỉnh như thế nào để chúng ta có thể cùng nhau vượt qua cái khó khăn. Vâng, cảm ơn Hoàng Nga. Thực ra đó là chúng ta phải nhận biết được những cái dấu hiệu. Ví dụ như là chúng ta có những cái hoạt động thể lực, nó phải đan xen với cái hoạt động tinh thần, tức là chúng ta học hành, làm việc, nhưng mà chúng ta phải cộng với những cái công việc. Ví dụ chúng ta tập thể dục thể thao nhiều hơn, hoặc là chúng ta làm việc nhà cũng là một hình thức hoạt động. Và bên cạnh đó, nếu như một thành viên trong gia đình kêu mất ngủ, có những triệu chứng mất ngủ và hay cáu gắt hơn bình thường,
thì chúng ta ngay lập tức hãy nghĩ tới chuyên gia tâm lý để mình đưa tới, để người ta có thể giúp cái cách giải tỏa cho cái thành viên đó. Và nếu nặng nề hơn mà họ không ngủ lâu ngày kéo dài thì cái này chắc chắn phải có sự can thiệp của bác sĩ tâm thần kinh. Chúng ta không tự ý mua thuốc cho nhau uống, hoặc là phê phán, hoặc là gọi là chê bai cái thành viên đó, bởi vì rõ ràng mỗi người có một cơ địa khác nhau. Thì vì vậy cho nên là chúng ta để ý tới nhau, chúng ta quan tâm tới nhau để chúng ta phát hiện những cái dấu hiệu mà tôi cho rằng nó bất ổn, để cùng nhau đi thăm khám và nâng đỡ, chia sẻ với nhau. Giống như chúng ta có nhiều thời gian để nói chuyện với nhau nhiều hơn. Tôi nói rằng là chúng ta có những cái thời gian ta xem TV, mà đừng có xem TV nhiều quá. Chúng ta có thời gian lên mạng để chúng ta tìm hiểu, cập nhật những cái thông tin, kể cả thông tin về đại dịch, để chúng ta biết bảo vệ mình, bảo vệ người khác. Nhưng đồng thời bên cạnh đó chúng ta giải trí, cũng có cái sự nghỉ ngơi. Bởi vì tôi đã thấy rằng có rất nhiều người là sau một cái thời gian mà được làm việc ở nhà, đã làm việc trên mạng rồi, trên máy tính rồi, mà lại còn giải trí liên tục bằng xem TV rồi lại đi đọc sách báo ở trên máy nữa, thì như vậy nó làm cho mình mệt mỏi. Và khi mình mệt mỏi như vậy thì nó lại đưa sang một cái triệu chứng, tức là gì ạ? Căng thẳng á. Mình căng quá thì ai đụng vô mình cái là mình thấy mình khó chịu liền à. Người ta bảo là tìm cái cớ để mà gây nhau. Thế thì đó là những cái dấu hiệu để đầu tiên chúng ta thấy rằng là tại sao mình, gia đình mình mấy bữa nay nó không vui, nó hay cái qua cái lại, thì chúng ta phải lưu ý để chúng ta kịp thời chúng ta điều chỉnh ngay. Thưa quý vị, rõ ràng là khủng hoảng tâm lý ảnh hưởng rất lớn đến chất lượng cuộc sống của chúng ta. Vì vậy, ngoài sự quan tâm sâu sát của người thân trong gia đình, thì mỗi cá nhân cần trang bị những kỹ năng sống, những kiến thức về xã hội nhất định, cùng việc tạo cho mình một lối sống cởi mở, không cô lập bản thân, sẽ giúp chúng ta cân bằng được tâm lý và bình tĩnh vượt qua những cú sốc trong cuộc sống, tránh được những bế tắc dẫn đến hậu quả đáng tiếc cho bản thân, gia đình và để lại hệ lụy cho xã hội. Xin cảm ơn những chia sẻ của cô Mai, và bây giờ thì mời cô đến với phần tư vấn tâm lý qua những lá thư của quý vị khán giả. Chương trình xin chuyển đến cô Mai thư tâm sự của một khán giả tên là Đức, ngụ tại tỉnh Bình Dương. Thư viết như sau: Chào cô Mai, chào chương trình. Chị gái tôi năm nay 36 tuổi, hiện đang là ca sĩ tự do ở các sự kiện. Gần đây chị gặp khủng hoảng vì chia tay người yêu lâu năm của chị, và chị đang rơi vào khủng hoảng vì công việc. Trước đây thì chị tôi là một nhân viên văn phòng, nhưng vì đam mê nghệ thuật, chị nghỉ việc để theo đuổi nghiệp hát. Sau đó thì chị dọn ra ngoài ở riêng để độc lập. Tuy nhiên gần đây thì chị gặp khó khăn về tài chính, nhưng lại không muốn xin ba mẹ vì sĩ diện, cộng với chuyện tình cảm không suôn sẻ như mong muốn, nên chị rơi vào khủng hoảng và có lúc suy nghĩ đến việc sẽ kết thúc cuộc sống của mình. Tôi rất thương chị gái của mình nhưng mà không biết phải làm cách nào để giúp chị. Mong nhận được lời khuyên từ chương trình. Chào bạn. Cô rất vui và chương trình cũng rất mừng rằng là bạn đã là một cái người để ý tới chị gái mình, rất yêu thương và lo lắng cho chị gái mình. Đó là một cái hạnh phúc không phải ai cũng có được. Tuy nhiên thì em có nói trong thư rằng là bây giờ đó, chị đang bế tắc đủ thứ, vừa là vật chất, vừa là công việc, tức là cái công việc của chị không thuận lợi hiện nay, lại còn có cái sự bất lợi trong cái vấn đề tình cảm là bạn, chị ấy đang chia tay với người yêu. Tức là cùng một lúc có rất nhiều cái khó khăn mà chị em phải vượt qua. Và hiện giờ thì chị không muốn cho gia đình lo lắng về chị nhiều, cho nên càng không chia sẻ thì càng bế tắc. Và chị đã có những cái biểu hiện, có những cái dấu hiệu mà em lo ngại. Và em cũng đã thấy rằng là bây giờ thì mình sẽ giúp chị mình bằng cách nào. Thì có lẽ tôi gợi ý với em một vài điều. Một là em hãy lắng nghe chị, gần gũi chị nhiều hơn, dành nhiều thời gian cho chị nhiều hơn. Và cái quan trọng nhất là khích lệ chị. Bởi vì rõ ràng ở đây đó, khi mà chúng ta không đi diễn được ở bên ngoài các tụ điểm ca nhạc, thì chị có thể luyện thanh, chị có thể thu những cái MV tự, chị có thể gọi như là tự luyện tập cho mình bằng cách là tôi đã thấy hiện nay thậm chí là các cháu học trò cũng dành một cái thời gian thích hợp để mà tự hát, tự thu lại. Đó cũng là một cái cách tích lũy và rèn luyện nhiều hơn, chẳng hạn về vũ đạo chẳng hạn trong cái thời gian này. Thì đó cũng là một cái cách để giúp chị có cái niềm vui, cái lấy lại cái sinh khí trong công việc. Và cái quan trọng hơn là gia đình mà giúp đỡ chị đó, thì đừng để cho chị cảm giác rằng là chị là cái người nhận cái đồng tiền bố thí của gia đình, mà có thể bố mẹ thông qua em khéo léo để gửi chị, nhưng mà không nói rằng là gia đình cho chị, mà nói rằng em cho chị vay, khi nào chị đi làm được thì chị gửi lại cho em. Như vậy người ta sẽ
có một cái cảm giác dễ chịu hơn. Thế là mình có thể vay trong tạm thời, trong một cái lúc nào đó thôi. Chứ em đừng nói rằng đây là bố mẹ cho này, đây là em cho chị. Thì cũng là cái nội dung đó, nhưng chắc chắn cái người nhận được, nếu như chúng ta cũng cảm thấy ngại ngần. Cho nên nội dung và cách diễn đạt với tình yêu thương vô bờ của em trai, cô hy vọng rằng em sẽ giúp chị vượt qua khủng hoảng lúc này. Chào em. Xin cảm ơn chia sẻ của cô Mai. Bạn thân mến, Hoàng Nga hy vọng rằng là qua những chia sẻ vừa rồi của cô Mai thì bạn sẽ có cách để giúp chị gái mình vượt qua giai đoạn khủng hoảng hiện nay. Và Hoàng Nga tin rằng là với tình yêu thương của bạn dành cho chị gái cùng với những người thân trong gia đình thì sẽ có thể giúp cho chị của bạn cân bằng lại cuộc sống. Chúc tất cả các thành viên trong gia đình của bạn sẽ mạnh khỏe, an yên và gia đình của mình thì sẽ luôn luôn hạnh phúc. Thân mến chào bạn. Tiếp theo Hoàng Nga chuyển đến câu mai thư của một khán giả ở địa chỉ email là vinh87@gmail.com có nội dung như sau. Tôi và bạn gái quen nhau đã 6 năm và chúng tôi dự định tiến tới hôn nhân. Chúng tôi dự định là sẽ làm đám cưới trong năm nay, nhưng do dịch bệnh nên việc cưới đã hoãn mấy lần. Gần đây thì bạn gái tôi có biểu hiện tâm lý không bình thường, cô ấy tỏ ra chán nản, bi quan. Do công ty tạm đóng cửa, cô ấy phải nghỉ ở nhà rồi bức bối, tù túng. Gần đây thì trên trang cá nhân của cô ấy luôn đăng những dòng trạng thái đầy tâm trạng, tỏ vẻ chán chường và cô ấy luôn luôn nghi ngờ tôi về việc là liệu tôi có đang yêu ai ngoài cô ấy hay không. Tôi có giải thích thế nào thì cô ấy cũng không chịu, có lúc cô ấy còn chặn luôn cả số điện thoại của tôi và không nghe máy nữa. Tâm lý bất thường của cô ấy khiến tôi thực sự lo lắng, không biết là cô ấy có gặp vấn đề gì về tâm lý hay không. Tôi phải cư xử như thế nào với cô ấy để cô ấy bớt bi quan và tin tưởng tôi như lúc ban đầu? Mong nhận được lời khuyên từ cô Mai và chương trình. Cảm ơn em. Ngày hôm nay chúng ta trong chương trình ta nhận được hai cái tâm sự của hai chàng trai. Quả thật đây là một cái vấn đề mà tôi thấy trong thực tế, chắc Hoàng Nga cũng thấy là chúng ta đã có những cái đám cưới rời đi rời lại mãi, sau đó mới tổ chức được, và thậm chí như đôi bạn này thì chưa có cơ may để có thể tổ chức cái đám cưới một cách như ý muốn. Thế thì vừa rồi tôi cũng có đọc ở trên mạng, thấy trong báo Tuổi Trẻ cũng có đăng hai bạn đám cưới chỉ có 4 người, tức là gia đình, nhưng mà hai bạn này cũng không về được nữa. Nhưng mà ngoài gia đình họ tổ chức cái nghi lễ, nghi thức gia tiên, sau đó là họ thành vợ thành chồng. Bên này, đầu cầu bên này thì họ mặc quần áo nghiêm túc, lễ phục cho đám cưới và giản dị như vậy, và họ thành vợ thành chồng. Điều này tự nhiên tôi lại nghĩ tới rằng biết đâu chừng cái trường hợp của bạn cũng có thể áp dụng cái cách là thay vì chúng ta tổ chức một cách nó rầm rộ, đông đủ mọi người, ai cũng thích như vậy, đời người có một lần thôi. Nhưng nếu như được thì chúng ta hãy bàn bạc với lại vợ sắp cưới của mình để cho cô ấy có cái ý kiến là nên chọn cái hình thức như thế nào. Ví dụ đăng ký kết hôn ổn định này. Rồi cái thứ hai nữa, nếu như bây giờ mình không được làm đám cưới lớn như vậy thì ý em như thế nào? Tại vì đôi khi người phụ nữ người ta nhạy cảm lắm, cứ kéo dài mãi không biết tới chừng nào thì tự nhiên đâm ra, trước đây thì thấy bình thường nhưng bắt đầu nghi, không biết là anh có ai không, và tự động nó kéo dài thêm một thời gian nữa thì sẽ còn có nhiều cái chuyện khác nữa chứ không phải chỉ nghi là anh có ai. Thế thì vấn đề quan trọng ở đây là cái vấn đề thời gian. Nếu như chúng ta chưa ấn định, đã có nhiều gia đình đã in thiệp cưới đi thiệp cưới lại mấy lần rồi tổ chức, rồi cứ đăng ký cái gọi là cái nhà hàng để mà đặt chỗ, rồi cuối cùng cũng không được, thì vậy thì bây giờ chúng ta có một cái suy nghĩ khác hơn để cho đôi bạn có thể về chung một nhà. Bởi vì khi chúng ta danh chính ngôn thuận, chúng ta ở chung một nhà thì lúc đó bạn trai mới có cái điều kiện để gần gũi, để động viên, để chia sẻ, và bạn ấy yên tâm rằng là có đôi có cặp. Còn cái chuyện nữa là chuyện tế nhị, là chẳng hạn như bây giờ khó khăn về mặt vật chất chẳng hạn, thì nếu là vợ chồng thì khác. Còn nếu bây giờ chúng ta chưa chính thức là vợ chồng, đôi khi đó cái lòng tự trọng của người phụ nữ người ta cũng không thể nào nhận tiền của cái người chồng sắp cưới mà chưa chính thức, thì nó có nhiều cái nó rất là tế nhị. Thì bây giờ các bạn phải thử xem cái bàn bạc với gia đình, và đặc biệt là đối với bạn ấy, để xem bạn ấy chọn cái phương án nào, và luôn luôn khích lệ động viên bằng cách là mình tỏ ra quan tâm và yêu thương bạn nhiều hơn, yêu thương cái người vợ sắp cưới của mình nhiều hơn. Bởi vì nhiều khi chúng ta nản lắm, dễ nản lắm, mà chúng ta cũng đang bị căng thẳng nữa. Thế là cuối cùng thôi một lần hai lần, chứ bây giờ em cứ chặn điện thoại anh hoài, anh cũng chả muốn liên lạc với em nữa. Thế thì những cái lúc như vậy người ta lại sẽ cảm thấy rằng là người ta bị bỏ rơi.
Cho nên cái người mà căng thẳng, khủng hoảng tâm lý thì người ta dễ bị có những cái gì ạ? Người ta bi quan, người ta nghi ngờ, thậm chí đủ mọi thứ nghĩ người ta có thể suy diễn ra. Tóm lại, nếu sau khi em đã làm tất cả mọi thứ mà không được thì thôi, hãy đến gặp chuyên gia tâm lý để có một người hướng dẫn. Và nếu như bạn ấy có cái triệu chứng rối loạn khủng hoảng về tâm lý thì sẽ có cái cách để chuyên gia giúp đỡ vợ sắp cưới của em được bình an. Chào em. Cảm ơn chia sẻ của cô Mai. Mong rằng là với những chia sẻ vừa rồi của cô Mai thì bạn sẽ có hướng giải quyết hợp tình hợp lý câu chuyện tình cảm của mình bạn nhé. Thân mến chào bạn. Thưa quý vị, phần tư vấn vừa rồi cũng đã khép lại chương trình chia sẻ kỳ này. Để chương trình ngày một ý nghĩa thiết thực hơn thì mong nhận được ý kiến đóng góp của quý vị và các bạn. Mọi thư từ xin gửi về địa chỉ chương trình chia sẻ Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, số 564 trên Cách mạng tháng 8, phường Phước Trung, thành phố Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Hộp thư gọi số 02543717733 hoặc địa chỉ email là chuyên đề brt2016a@gmail.com. Một lần nữa Hoàng Nga xin được cảm ơn cô Mai đã cùng cộng tác với chương trình hôm nay. Cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại tất cả quý vị trong các chương trình kỳ sau.